Rồi em giới thiệu tiếp em này. Đây là em đồng hồ Seiko. Con này của đội trưởng đội kata. Hôm qua nó đi chung với con kia. À, đội trưởng với lại huấn luyện viên với đội phó nữa. Đội phó cũng có gửi con nữa. À, tổng ba con. Con này đeo về quá. À. Hôm qua chắc đá banh có đeo à. À, để ý coi lại nha. Hôm qua đá banh ông này cũng có đeo này, dính đất này. Đeo xong 1,5 triệu cho người ta vậy hả? Gửi kèo bán luôn. Em này à, size mặt là 38 39. Ừ. Giờ giữ chạy. Size mặt 39 nha. Kim dạ quang ha, kim cọc số dạ quang, kim dạ quang thôi, cọc số không có dạ quang. Sáu kim chrono wrap bên kim trôi luôn nè. Kính cong đẹp quá. Con này Nhật Bổn ha, một ô cửa lật dốc 4 giờ. Có báo thức nữa nè. Nhìn này. Reset đây. Đây báo thức nè. Cái này là nó dual time, tức là nó sẽ là chạy theo một cái giờ mình muốn, cái giờ nào thì nó sẽ chạy. Ví dụ đây là giờ chính thì mình chọn Hà Nội đi. À, dưới này mình chọn Hồ Chí Minh, đó là nó sẽ chạy theo. Giật ra nè, đó là mình chỉnh báo thức. À, 7 giờ thằng này nó hẹn 7 giờ sáng. Đúng thiệt, sáng nay mới 7 giờ sáng nó gọi em. Nó hỏi nhận được chưa? Hên em vừa mới nhận được. Mình sẽ bấm đây để mình chỉnh giờ nè. Đó, để mình hẹn báo thức. Ví dụ mình muốn 7 giờ 15 mình để đây. Rồi xong mình gà lại. Đó là tới 7 giờ 15 nó sẽ kêu. Tít 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 thua 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 thua. À, đá banh thua. Thằng nội nãy giờ quá ta. Đá banh không 1,5 triệu gì đấy gì vậy. Khóa bấm 2 tầng, dây thép đúc đặc nha, nói chung là nguyên zin hết á. Giờ quá ai mong con này hàng nội địa Nhật Bản luôn nha. Đúng, nội địa Nhật Bản là nó chỉ có cái số seri à. Để mà cá banh mong mừng cây China vậy đó. Xe mặt 38 không tính nấm. 39 chứ, lộn. Lộn hoài à. Kim dạ quang ha, này dạ quang kim thôi chứ không có cọc số. Cọc số không có dạ quang. Kim trôi đó, chrono wrap kim trôi có báo thức luôn, đang cầm ngồi kì à, đây đúng không nó kim trôi ha. Rồi con này em bán là 1,050,000 nha. Ai mua liên hệ em số điện thoại này ha. Rồi cảm ơn mọi người đã xem video. Bye bye.